Chứng khoán ngày 21 tháng 3, cổ phiếu ngân hàng và bất động sản nổi sóng, VN Index tăng hơn 16 điểm. Thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà tăng điểm mạnh mẽ trong phiên hôm nay khi dòng tiền nhập cuộc trở lại. VN Index tăng 16,34 điểm, tương đương 1,3% lên 1.276,42 điểm. Bốn cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN Index đều là cổ phiếu ngân hàng, trong đó gây ấn tượng nhất là TCB tăng sát trần, VCB tăng 2,15%, TCB tăng 6,62%, HDB tăng 5,75%. Bên cạnh đó, nhóm bất động sản giao dịch tích cực ấn tượng nhất là PDR tăng kịch trần, KBC tăng 4,86%, DIG tăng 4,28%. Cổ phiếu chứng khoán khá hưng phấn khi SSI tăng 1,21%, VND tăng 3,63%, VCI tăng 1,5% diễn biến ở nhóm sản xuất năng lượng hàng không và bán lẻ mặc dù sắc xanh chiếm ưu thế nhưng về cơ bản biến động trong biên độ hẹp thanh khoản tiếp tục được cải thiện tốt trong phiên hôm nay khi có đến hơn 1,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức gần 30.000 tỷ đồng toàn sàn HSE có 379 mã tăng giá 110 mã giảm giá và 69 mã đứng giá tham chiếu